cầu số 41 và hôm nay chúng ta quay trở lại. Những ngày hôm nay chúng ta khởi công khánh thành cái cầu số 32 tại ấp Vĩnh Thành, xã Đức Mỹ, huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh. Có thể nói là cái nhân viên lành của hội xây cầu Chánh Kiến, cái cầu đầu tiên của hội xuống xây là cái cầu này. Cái cầu đầu tiên của hội xuống xây là cầu này. Cho đến thời điểm này, hội xây cầu Chánh Kiến đã thực hiện 8 công trình cầu nông thôn. Cho thấy rằng một thời gian rất là ngắn nhưng mà với tấm lòng vàng của tất cả quý vị ở đây đã giúp cho quê hương của Trà Vinh, đặc biệt là ở